cái mình không hạn cái chị khoa học không chi. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là nhiệt kế tự ghi TR42 ha, đến từ hãng T&D. Trong một hộp như thế này thì máy sẽ cung cấp bao gồm cho chúng ta là giấy chứng nhận và giấy hướng dẫn của máy. Được kể chi tiết rõ ràng cách lắp đặt và sử dụng máy ha. Và đi kèm đó đó là máy chính. Máy chính của máy. Cái nhiệt độ này. Đây là cái mã code đi kèm để chúng ta đăng nhập và để sử dụng máy. Có thể đăng nhập qua app hoặc là Bluetooth ha, dùng để đo cái nhiệt độ trong phòng, cái các phòng thí nghiệm. Đi kèm máy đó chính là một cái pin như thế này để mà sẽ lắp đặt vào máy như thế này. Và không thể thiếu chính là đầu dò của máy. Chúng ta sẽ lắp đặt như thế này. Thân máy. Và chúng ta sẽ tiến hành đo bằng đầu này. Và máy sẽ hiển thị dữ liệu trên cái màn hình LCD như thế này. Nếu như quý khách có nhu cầu muốn mua sản phẩm thì liên hệ qua công ty, qua website khangkim.com.vn hoặc website máy đăng kiểm.com.vn.